xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong 1001 thủ thuật 2G smartphone. Trong clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khắc phục lỗi loa iPhone bị rè. Và nguyên nhân dẫn đến cái việc là loa iPhone bị rè thì có thể là do phần cứng, phần mềm hay là do loa bị dơ hay là gì đó. Với những cái lỗi phần cứng thì mình không còn cách nào khác, chỉ có thể là khuyên các bạn nên mang ra cửa hàng điện thoại hay là những trung tâm sửa chữa để nó thay cái loa thôi. Các bạn không nên gỡ ra để tự sửa tại nhà, như vậy có khả năng đó là bỏ luôn cái iPhone đấy. Còn với những cái lỗi phần mềm hay là những cái lỗi khác thì chúng ta sẽ khắc phục như thế nào? Đầu tiên thì nếu như mà iPhone của các bạn đã từng bị dính nước hay là các bạn nghe mà nó bị rè theo kiểu như là cảm giác như có nước ở bên trong á, thì các bạn sẽ xử lý như thế nào? Thường thì các bạn chúng ta bị rớt điện thoại xuống nước là chúng ta ngâm vào hũ gạo ấy. Nhưng mà nếu như mà ngâm vào hũ gạo thì chưa chắc nó đã ra hết những cái nước ở bên trong, có thể nó còn đọng lại trong loa này, dẫn đến là cái loa của chúng ta bị rè. Thì lúc đó các bạn sẽ tải cho mình một cái ứng dụng, nó tên là Sonic. Đây, chúng ta tải miễn phí ở trên App Store nhá. Đây, cái ứng dụng Sonic này này, chứ không phải là mấy cái Sonic game này đâu nha. Các bạn phải kéo xuống lâu ơi là lâu như thế này này. Đấy, nó nằm ở dưới sâu sâu xa xa đây này. Đấy, đây là cái ứng dụng Sonic mà chúng ta cần. Đó, bây giờ thì chúng ta sẽ mở nó lên. Mình đã tải về rồi đây. Mở lên này. Lúc này thì các bạn chỉ cần nhấn play. Và với cái ứng dụng Sonic này nè, thì nó sẽ tạo ra một cái sóng âm hình sin ấy. Một cái sóng âm hình sin, sau đó sẽ đẩy cái nước ở bên trong loa nó bật ra ngoài. Nó bật ra ngoài thì các bạn nhấn play này. Đó, thấy không? Nó sẽ có một cái sóng âm hình sin để mà bật những cái nước ở bên trong loa ra ngoài. Thì nếu như mà loa các bạn có nước á, thì các bạn chỉ cần lấy khăn và lau đi. Chúng ta sẽ bật đến khi nào mà cảm giác như là không còn nước ở bên trong nữa rồi thì tắt đi. Cái sóng âm này nghe khá là đau đầu ấy nhỉ. Rồi đấy, nếu như mà bạn nào mà chúng ta bị như vậy thì tải đi. Còn bây giờ mình tắt đi, đau đầu á. Rồi, đó là một cái tình trạng, đó là loa chúng ta bị dính nước nên là dẫn đến cái việc là bị rè. Cái nguyên nhân thứ hai nữa là do loa sử dụng lâu ngày không có vệ sinh. Các bạn thấy là loa này có những cái lỗ như thế này thì rất là dễ bị bám bụi đúng không nào? Thì lúc này chúng ta xử lý ra sao? Thì các bạn sẽ sử dụng cho mình một cái bàn chải đánh răng này, bàn chải đánh răng bình thường này. Nếu như mà được thì các bạn nên mua những cái giò bàn chải mà nó mềm thôi. Cái này nó mềm này. Đấy, thì nó sẽ tốt hơn. Rồi các bạn sẽ thấm cho mình một ít cái xăng thơm này. Thấm cho mình một ít cái xăng thơm hoặc là dung dịch vệ sinh máy. Ít thôi nha, một chút xíu thôi. Đừng có nhiều quá để lỡ, nhưng mà nhiều quá thì nó lại tràn vào trong kia. Đấy, vậy ít thôi. Đủ để cảm thấy là nó hơi ướt ướt là được rồi. Để cảm thấy là có được rồi. Đấy, sau đó thì các bạn chà nhẹ lên cái loa như thế này này, chà như chà đánh răng vậy á, chà chà qua chà lại như thế này này, đó thấy chưa? Chà một lúc thì nó sẽ bụi bẩn ở trong mấy cái này nó sẽ ra hết thôi. Mình thấy ở trên nhiều cái nơi nó chỉ các bạn xử lý một cách là các bạn sử dụng những cái cây cái que nhỏ gì quấn bông xong rồi thấm vào, thì mình nghĩ là không nên đâu. Như vậy thì các bạn có thấm nước thì nước nó cũng sẽ vào bên trong bên cạnh đó. Thì nếu như mà sử dụng những cái cây nhọn quá thì nó có thể ảnh hưởng đến loa nữa. Chúng ta có sử dụng bàn chải như thế này này, chà nó. Đấy, cho loa nó sạch. Mấy cái này là nó vào trong loa hết đó. Đó, chúng ta chà như thế này là xong, chúng ta có thể vệ sinh được loa rồi đó. Rồi, cái nguyên nhân cuối cùng nữa là do phần mềm. Do phần mềm thì lúc này thì các bạn cũng giống như là việc là máy bị đơ hay là bị camera hay là gì thì chúng ta cũng nên là reset lại máy này. Hoặc là nếu như mà được thì restore lại luôn. Nhưng mà trước khi mà chúng ta restore thì chúng ta nên lưu những cái dữ liệu lại cho chắc chắn để đảm bảo. Thì sau khi mà restore xong thì chúng ta kiểm tra lại loa. Nếu như mà loa vẫn đang còn bị rè thì khả năng rất là cao là do phần cứng. Thì lúc này, như lúc đầu mình đã nói thì các bạn chỉ nên mang ra các cửa hàng điện thoại sửa chữa hoặc là bệnh viện điện thoại để sửa thôi. Đừng có sửa tại nhà nha. Nếu như mà coi chừng là lợn lành thành lợn què luôn đó. Rồi,
Vừa rồi là một số những cái nguyên nhân cũng như là cách khắc phục phổ biến nếu như mà xảy ra cái tình trạng loa iPhone bị rè. Các bạn có thể chúng ta sẽ áp dụng từng cái biện pháp một để đảm bảo là chúng ta tìm ra được cái nguyên nhân gốc ngọn nguồn của việc là loa bị rè nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và đừng quên cho mình một like, một share và subscribe kênh YouTube Bệnh viện Điện thoại. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sau.